Xin chào các bạn nhé. Hôm nay mình lại đi xem một cái lễ mừng thọ của người Tày. Nghe nói lễ cũng tương đối là lớn, cũng như là nhiều cái công đoạn, cũng như là thủ tục cúng bái rất là hay các bạn ạ. Ngoài cửa này thì có một cái bức tranh thờ này các bạn ạ, rất là đẹp nhé các bạn nhé. Thực ra là hôm nay là giải hạn cho ông, là cầu cho ông là lúc nào khỏe đây, thọ thôi. Đây là làm lễ giải hạn đúng không? Lễ giải hạn. Làm cho ông cho ông chào anh nhé. Mong là khỏe mạnh, may mắn lên thôi. Rồi. Thế hôm nay anh em gia đình có mặt ở đây. Một số người có chút lễ, một số người lại có tình cảm, có chai rượu, tí gạo đến chúc thọ. Thế là cái lễ này mình là làm sắp xong chưa? Lễ này nếu mà làm hết thì kéo dài đến đến sáng mai. Bây giờ? Sáng mai khoảng sáng mai 11 giờ. Bây giờ con cháu là dâng lễ lên hết rồi à? Con cháu là dâng lễ ở kia. Một lúc nữa là lợn nước kia là tí mang ra đây. Có quà kiếp gì là đến. Ai có gà thì mang đến. Đấy là cái hiếu. Mang đến xong tí mới báo cáo à? Cho thầy báo à? Báo cáo xong rồi à? Thầy viết sớ, viết tên đấy đúng không? Gọi là ghi danh, ghi rồi. Đi vào đây xem một tí xem nào nhỉ. Rồi. Nhà bác rồi. Nhà bác. Chào bà nhá. Chào bà nhá. Mừng thọ giải hạn, cầu an cho bác nhà ông bạn nha các bạn nhá. Bây giờ mời các bạn cùng tôi đi sang phía bên kia xem lễ để dâng cho bác những cái gì này. Ui, chào các bà nhá. Ăn cơm. Chào chú nhá. Cháu đi nhờ một tí. Hôm nay là bác là chúc thọ đây nhỉ? Bác đây là bác chủ nhân đây. Hôm nay làm giải hạn mừng thọ đấy nhỉ? Mừng thọ đấy. Vâng. Mốt đấy. Rồi, thế chúc bác có mạnh khỏe nhá. Cảm ơn cháu nhá. Vâng. Rồi, cháu xem cái lợn một tí nhá. Vâng. Rồi chào anh nhá. Rồi. Cháu anh nhá. Vâng. Rồi, cháu xem cái này một tí. Lễ gồm có rất là nhiều lễ, chủ yếu là lợn quay thôi nha các bạn nhá. Lợn quay bánh dày bằng màu nhuộm. Đây là các cái bức tướng để chúc thọ này. Nhiều tranh đẹp nhỉ, nhiều tranh nhỉ. Còn tranh âm dương. Thank you.
Giới thiệu với mọi người, đây chính là những cái con lợn quay mà do anh em cũng như là con cái trong gia đình mang đến để làm lễ nha các bạn nhé. Mỗi một người là một con lợn, ví dụ như một rể là phải có một con lợn đấy. Lợn quay nha các bạn nhá. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. 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 À, dễ hút à? Rồi rồi rồi. Ừ, tí. Rồi tí ơi, làm một cái. À. Đây là cum thóc và con gà, lễ vật được bày trí đặt sắp xếp để làm một cái lễ mừng thọ. Vâng. Rồi, làm cái lễ mừng thọ cho gia chủ. Đây. Cái này là đốt 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 hết một chương à? À, đốt đạn à? À, đây là cái sớ đúng không? Rồi. À. Xong cái này còn những chương gì nữa? Còn nhiều lắm, còn đến ngày mai nữa. Mai mới hay nhỉ. Mai còn làm mấy cái đồ đặt tên nữa mà. Hay nhiều. Nhiều nhiều thủ tục đấy nhỉ. Này cũng là cúng đúng không? Cái lúa cum này là biểu biểu tượng cho cái gì? Cái này thì em cũng chưa hiểu đâu mấy. À. Anh cứ quan thoải mái luôn. Rồi rồi. Vâng. Vâng vâng. Rồi. Một ạ. Một cum với lại một con vâng. Với một con gà nhỉ. Gà gà này gà trống nhá. Gà gà trống hay gà? Gà trống. À, gà mái. À. Những gà giò. Gà giò đúng không? Hôm nay nhìn thấy gà nó gà giò này bé. Không, cái này là lễ đúng không? À, cái này là của thầy đấy. À. Mang về cho thầy đấy. Cái thầy nhiều tranh. Có rất là nhiều tranh. Rồi. Cúng thì có rất nhiều tranh nha các bạn nhá. Tranh treo ở ba bên. Bên kia là lợn quay các bạn ạ. Cái này còn cúng lâu không? Cái này để đến trưa mai mới được mổ à? Mới được chặt đấy đúng không? Trưa mai bắt đầu
anh em ai làm đến thì chia nửa. Lấy một nửa đi về. Những người mang đến là mỗi người được một nửa mang về. Một nửa là gia đình mời khách. Ôi, cái bánh dày to nhỉ. Bánh dày to gần bằng con lợn. Toàn bằng cái màu của lá cây ấy nhá nhỉ. Lá đỏ. Để mình làm cái cơm nếp rồi. Đẹp nhỉ, nhìn tím tím đẹp thật đấy. Đây là có một con rồng nhé các bạn nhé. Con rồng này là sau khi làm lễ xong thì sẽ được treo ở trước cửa. Đấy. Hôm trước tôi cũng có quay một video cho các bạn biết rồi đấy. Đấy. Mỗi lần là giải hạn là làm được con rồng này. Này treo ở trước cửa hoặc là ở trên. Cái này treo một là trước cửa, hai là trên xà nhà nhỉ? Không, cái này bây giờ làm số 1 thì làm một cái nhà bé ở dưới kia. À, là treo ở cổng. Là đúng rồi, được ngã ba. Đặt ở cổng đấy đúng không? Đấy, cái nhà bé ở đấy. Rồi, rồi, rồi. À. Còn trẻ thì để ở nhà đúng không? À, như vậy là những người có tuổi từ trên 61 trở lên là chỉ... Từ 49 trở lên là để từ 49 là để ngoài đúng không? Rồi. Còn dưới 49 dài hạn thì lại để ở cửa. Vâng. À. Con rồng này ai vẽ mà đẹp thế? Con rồng này con gái út. À, con gái út khá vẽ à? Con rồng này, con này có bánh này, con gái út đấy. À. Vâng. Đây con rể đấy. Út đấy. Đây là những con rể, là mỗi con rể là có một con lợn ạ. Con gái. Con cháu. Con cháu à? À. Đây, có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 con lợn. Ngày xưa chú làm mười mấy con lợn. Mười mấy con cơ? Ngày xưa làm 49 mười mấy con đấy. À. Hôm nay thì ít. Thế con gà này là của nhà hay là của... cũng của anh em... À, các cháu mang về. À. À, giới thiệu với các bác, đây là bác hôm nay làm mừng thọ nhá. Đấy. Bác năm nay 61 nhỉ? 61. À, nông văn nhân. Nông văn nhân. À, rồi. Vâng. Cảm ơn bác nhé. Chúc bác luôn mạnh khỏe. Vâng. Rồi. À, mỗi một dân tộc thì có một phong tục tập quán riêng nhỉ. Vâng. Nhưng mà cái cháu thấy cái phong tục này cũng rất là hay đấy. Vâng. Cháu ở dưới đông nhưng mà chú bảo là đi mời nhanh không mời xa thì... Nếu mời xa là về còn kín hết nhà này đấy nhỉ. Về nhiều số thì mình trả không à, về trả phải trả công. Vâng, phải trả công nhỉ. Vâng, không cái này thì nó là luật rồi. Có đi có lại. Giống kiểu vào nhà mới lấy ngày nhau thôi nhỉ. À, như vậy là tôi chỉ quay một chút về phong tục tập quán cũng như là trong một cái nghi lễ của người Tày, tức là làm mừng thọ cho các cụ, là theo phong tục tập quán là cứ theo độ tuổi như là 47 49 53 những cái năm hạ là phải làm mừng thọ này. Đấy. Còn đến 61 thì mới là chúc thọ nha các bạn nhé. Một dân tộc thì có một cái phong tục tập quán khác biệt các bạn. Đấy, vì vậy hôm nay tôi sẽ quay một chút về cái phong tục tập quán của người Tày trong cái nghi lễ tức là chúc thọ. Đấy. Chúc thọ cầu an cho người lớn tuổi trong gia đình. Như vậy thôi nhé. Đấy, các bạn nếu mà thấy video của tôi hay thì nhớ like, share, chia sẻ và đặc biệt là đăng ký kênh ủng hộ Trường Lý nha. Đấy, bây giờ các cụ là đang ngồi nghỉ và ngồi ăn cơm, uống rượu, giao lưu. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.